Xin chào các bác. Hôm nay em mới nhận một con đài. Con đài này là con đài mà không phải các bác gửi em sửa, mà đây là một con đài em mua lấy linh kiện để sửa cho những cái con đài của bác, để cho nó những con đài của các bác hoàn thiện hơn. Nhưng mà vì sao em lại đăng con đài này lên? Tại vì các bác xem này, đây là nguyên bản em vừa mới tháo ra. Em vừa mới tháo ra. Sau khi xem bên trong như vậy em giật mình. Các bạn có nhận ra điều gì không? Đây đây, đây là con xác của con Sony 710. Đây, khi em tháo ra, trước khi tháo ra em còn cẩn thận dán băng dính này để nó khỏi xước này. Đấy, rồi cả cái đài các bác cũng thế nhé, em luôn luôn là như vậy. Nhưng mà khi tháo ra như vậy rất là thất vọng các bạn. Motor không thấy này, dây cắt đứt này, đấy, dây bảng cửa B cắt đứt này. Đây là em còn chưa lật mặt trước xem như thế nào, không biết là đầu từ nó còn không nữa cơ. À, đầu từ cái này khả năng vẫn còn đây, đến dây đây không biết còn không. Đấy, mua con này 1 triệu bạc các bạn, chứ không phải rẻ. Thì nếu mà nó là cái đồ rẻ rẻ thì em còn chấp nhận được, chứ còn ở đây em bỏ ra 1 triệu bạc thì theo người bán ấy, theo người bán chỉ nói là bị hỏng băng, radio vẫn chạy, lay vẫn chạy, chỉ hỏng băng, chỉ nói như vậy thôi, mà không nói là thế này thế nọ. Chưa kể cái loa này nhé bác nhé, cái loa để em cho các bác xem cái loa này. Đây là cái loa của nó, thực ra có một cặp nhưng mà thôi em quay một cái đại diện được rồi, tại vì hai chiếc mà giống nhau, tức là đều bị độ cái củ loa khác vào. Các bác nhìn thấy biết ngay củ loa của Sony 710 nó không bao giờ cái viền như này. Đấy là nhìn bằng mắt thường, còn khi em test ấy, em test thì nó cũng đã bị nghe khác rồi các bạn. Thứ nhất nghe không hay bằng củ loa zin của nó, thứ hai là lại còn bị rè một bên loa nữa. Đây, chưa kể băng dính này các bạn, nhìn nó rất là buồn cười luôn. Với cái đài như vậy, nếu mà em mua với giá xác chẳng hạn thì nó lại là một chuyện khác. Nhưng mà đằng này em mua cái đài này thì nó giá nó tương đương với một cái máy, nó là gần như là chạy hoàn chỉnh, nó chỉ là băng chắc là kiểu như đứt dây cua hay gì đó thôi, nó không chạy thôi. Đấy, nhưng mà ai ngờ được rằng là về cả hai cái motor không còn luôn. Bánh đây đây, cái bánh đà cũng mất luôn này. Bánh đà, hai bánh đà của cái cửa A này mất luôn này, bánh trung gian mất luôn này. Đấy, các bác xem rất là tệ. Chưa kể mạch nhé, các bác xem mạch này, mạch hàn cho chết hết đây. Đấy, không biết là em ngó xem nhưng còn IC không này. Tệ quá đó. Em phải đăng cái ngay nguyên cái đài này lên YouTube này. Đấy, các bác có thể thấy mặt khổ chủ người mà bán đài ở trên màn hình nhé. Em đăng avatar của bác này lên luôn, em chẳng ngại gì cả, tức là cái chuyện gì diễn ra như thế nào thì nó như thế luôn, em chẳng ngại giấu giếm gì các bạn, có như nào thì em đăng như thế. Em thực ra cũng không muốn đăng đâu, nhưng mà nhiều người bị quá rồi, không phải riêng em, nhiều người bị và thành tiếng rồi, nhưng mà mình thì thuộc dạng không biết, thì thành ra lại không biết là người thứ mấy. Người thứ mấy. Đấy, cái này thì cắm ở đây đúng không? Cái này thì cắm ở đây. Đầu từ cửa B cũng không thấy rồi nhá. Đây, dây cũng không thấy rồi này. Chắc là bị mất rồi. Đấy. Còn cái này còn đục khoét ra như này nữa. Chịu luôn. Cái này thì đúng là để lấy linh kiện thật đấy, chưa kể dây đầu từ đứt này. Có khi chính cái đứt này người ta mới không thèm lấy. Thế mới đầu đây này. Ây dè, cái này còn nhổ lên nữa này. Không biết nhổ lên để làm cái gì đây. Mục đích. Đây là con Sony 710. Có thể nói là tệ nhất từ trước đến giờ rồi. Từ lúc mà em quay trở lại chơi đài cassette cách đây vài năm. Đấy, tại vì hồi nhỏ em cũng đã từng chơi rồi, nhưng mà hồi nhỏ thì chơi kiểu như là không có điều kiện thì chơi, lúc đấy còn nhỏ chưa kiếm được tiền thì chơi kiểu là có gì chơi đấy thôi, còn bây giờ lại chơi nó kiểu khác.
thì mới cứ gọi là chơi đi cũng được đấy. Thì từ lúc chơi đến giờ thì em cũng khoảng năm 18, 19 à không, 17, 18 gì đấy. Thì đến bây giờ thì đây là cái đài tệ nhất mà em nhận. Em nói tệ đây có nghĩa là đây là không phải là em mua xác. Nếu như em mua xác thì nó lại khác các bạn. Em mua xác với cái đài giống như là cục sắt ấy, thì về mình mua, nếu mà mình mua giá rẻ về thì mình có như này thì mình phải chấp nhận thôi. Nhưng mà đây mình không phải mua giá rẻ, mà bỏ hàng triệu bạc các bạn. Bỏ hàng triệu bạc không thể mua một con đài như thế này, không thể chấp nhận được. Chưa kể nhá, vỏ này chắc là người ta dạng như kiểu là sợ mình COD, mình mở ra mình kiểm tra hàng thấy tệ quá mình không nhận hàng đấy, chắc là người ta sợ như vậy người ta giỏ keo. Mà đã giỏ keo lại còn giỏ rất chắc chắn luôn. Nếu mà trong trường hợp mà chúng ta bí quá chúng ta cũng vẫn giỏ keo, em nghĩ là vẫn giỏ keo con voi vẫn được, nhưng mà nó chỉ có một giọt, hoặc là ví dụ như là có bốn góc thì chúng ta chỉ giỏ một giọt ở một góc thôi để nó cố định, nó khỏi bật ra thế thôi. Ví dụ vận chuyển xa thì cái việc mà rung lắc bật ra nó tỷ lệ nó cao, cho nên chúng ta giỏ để cố định. Nếu mà có trường hợp bí quá thì chúng ta vẫn cậy chỗ đó ra rất là dễ dàng mà nó không ảnh hưởng đến vỏ như thế này. Đây các bác xem này, xích xoạt vỡ tành, vỡ tan tành, chưa kể chân ốc gãy, chân gốc ốc gãy, này cái mặt trước bỏ đi. Gần như là em mua bằng cái tiền mà chỉ được cái vỉ này thôi, mà cái vỉ nó còn chưa thèm hoàn thiện nữa cơ. Vỉ nó đây này, hàn bay những cái này lên, còn chưa kể đây, ở đây có một đây này, có một con transistor đây, BCE đây này, con này cái con bảy cái gì ấy. Em còn nhớ một con đây, nó nằm ở đây đấy, còn mất con này nữa cơ. Thế mới ghê, luộc vừa đấy chứ, luộc ghê quá, luộc không còn gì hết, tức là luộc chỉ để nghe radio thôi, hoặc là live in gì đấy thôi. Em cũng không nhớ là ba cái này giới thiệu là nó có chạy chức năng gì, tại vì em đặt nhiều hàng quá không nhớ được, nhưng mà đại khái là nó hỏng băng. Thì mình nghĩ là thôi, nếu mà hỏng băng thì giá đó mình về mình chịu khó làm thì chấp nhận được, thì được con đài ngon, nghĩ thế. Nhưng mà về đến nơi thì đây cho các bác xem, thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp các bạn, thật là bất ngờ. Em có thốt lên một câu A Di Đà Phật, thật là thất đức. Đây này, hàng chết hết, khiếp quá. Nếu như câu chuyện, nếu như là đây là em mua sát cái con 70 này thì nó không thành vấn đề các bạn. Đấy, câu chuyện cái chỗ là em mua đài nguyên, nó chỉ thiếu một số chức năng, ví dụ như chức năng băng cassette nó không chạy này. Đấy, theo người bán giới thiệu là như thế. Nhưng mà không nghĩ là câu chuyện nó đi xa đến thế các bạn. Đúng như bác Khang Audio nói đấy, là đây là một người sư phụ của mình, đúng là một người sư phụ đã dạy mình rất nhiều điều, bái làm sư phụ thật. À, để em mở đằng trước cho các bác xem nha. Đấy, dây anten thì nối kiểu này kiểu này thì không vấn đề gì, nhưng nhìn nó buồn cười quá. Đây em xem này, úi giời ơi, cụt này, cụt một chục cuộn này, úi giời ơi, bánh này chắc là cũng gì nhọn hoắt hết rồi, đầu từ gần như không còn gì để lấy được thì họ mới để lại đấy. Bánh đà thôi, còn luộc cả cái trục để mà cái lỗ để mà cho bánh đà vào nữa. Ở đây nó có hai cái vòng kim loại này để xỏ cái bánh đà, trục bánh đà qua. Cũng lấy nốt, bó tay vào trường hợp này thôi.
Đấy, chắc chắn bên này đầu từ không còn. Đấy. Đây là một cái trường hợp đúng thật là sư phụ thật. Sư phụ đã dạy mình rất nhiều điều, rằng là lần sau phải kiểm tra kỹ trước khi chốt, ít nhất phải chụp ảnh cửa băng chẳng hạn. Thôi, cái video này em làm ngắn ngắn như vậy thôi, để cho cảnh giác cho các bác biết là nếu mà mua đài nên cẩn thận một chút và tìm những nơi uy tín để mình trao chọn cái niềm tin, gửi gắm những cái sự đam mê của mình trọn vẹn. Thì các bác mà như em thì như này thì là nguy hiểm quá. Đây, không còn gì hết, cắt đứt hết, sợ thật. Dây motor lên một nửa thôi mà cũng cắt, chưa kể cái dây từ đây ra cũng cắt. Em nhớ hình như đâu đó ở đây có một cụm dây lên nữa này, dây motor, à dây motor đúng rồi, mất motor mất luôn cụm dây motor này. Đấy, thiện tài thiện tài. Thôi, xin chào mọi người nhé, cảm ơn mọi người đã xem video. Cái video này em chỉ muốn đăng lên để cảnh báo cho các bác thôi. Ok.